Cháu ngon lắm cháu ạ. Đây là tự yêu thích bản thân mình đó. Ừ. Cuộc đời không ai ưa mình hết cho nên mình tự thích mình. Trời ơi, ghê vậy. Chi bằng. Ví dụ ra ngoài đường thường người ta hỏi gì? Có người yêu chưa? Có. Ủa, ai vậy, ai vậy? Bản thân. Ôi có là mừng rồi. Mày biết cái phim ở Thái Lan tình yêu không có lỗi lỗi tại bản thân không? Biết anh biết. Ờ, thì Việt Nam cũng có bộ phim. Phim gì? Tình yêu không có lỗi yêu mẹ nó bản thân. Tựa phim gì nghe cục quá vậy. Thôi nhưng thật. Đi 2-1-2-7 Free Quân Huy. Free Quân Huy thì như cái làm trái tim. Thì Free Quân Huy ai cũng yêu thích đó, là trái tim á. Khùng, nhỏ khùng rồi. Ê, tối nay ngủ salon gì vậy? Nhỏ thì dễ thương. À, đúng rồi. Thích nhỏ này, mê nhỏ. Hôm bữa cái clip này 30 giây. Hôm bữa cái cảnh mà quăng này nè là 10 giây thôi. Nhưng mà tao diễn gần hả 10 tiếng. Sao anh làm hại bạn diễn quá vậy? Tao muốn các bạn là phải có cái nhịp trong người. Mà 10 tiếng là mới có cái nhịp trong người luôn hả? Có mình tao không có nhịp. Mấy bạn ai cũng có nhịp hết. Ủa anh cosplay gì vậy? Phim heo. Hả? À không, Van heo. À, hết hồn luôn á. Tướng tủ mà. À. Bữa có coi clip tao quýnh 25 kg. Có anh, trời ơi. Bắn chú là chết, chết luôn á. Leo răng đó mày. Ghê thiệt chứ. Tao mướn 5 thằng vô trong răng bên kia. Trời. Tao mới bắn được vậy. À mỗi lần anh muốn lên một sao có vẻ hơi tốn kém nhỉ? Ừ. Cương đứa 20 ngàn. Trời ơi. Một trận là 100 ngàn. Mà anh lên được tới kim cương là cũng hơi bộn à. Thì đó. À không nên. Nói bạn biết hết. Mà giờ bót clip biết mẹ. Mà đồ Rosy cô hầu gái đó. Ờ đúng rồi, đẹp mà. Gom. Tối nay anh muốn ngủ ngoài salon lắm rồi đó. Cắt cái đoạn này. Nhỏ dễ thương dễ thương. Ủa anh, vậy rồi khúc này quay nhiêu tiếng nữa? Trời, tất nhiên là lúc mà nhảy cái kia là đã quen thuộc cái này rồi. Đúng rồi, bắt buộc luôn á. 10 ngày nữa. Trời, hả? 10 ngày quay đó được 10 giây này nữa. Trời. Sao anh làm hao tốn nhân lực với mọi người quá vậy? Đâu có. 9 ngày trước là anh quay mình. Anh tập đã đời rồi xong mấy bạn này mới vô quay cảnh cuối thôi. À, cực quá ha. Ừ. Viettel nè, 20 ngàn thẻ nạp nè. Loa nè. Free trang phục tướng tùy chọn nè. Đùa đã hả? Và 1.1 triệu Quân Huy nè. Trời ơi, 1.1 triệu Quân Huy luôn. Ủa anh, rồi còn tặng gì nữa không anh? Ủa tặng gì nữa ba, tặng quá trời rồi đó. Thì mấy bạn nữ này nè. Vậy ba, con người sao tặng cho mày được, điên hả? Ủa? Tặng như đây thôi, con người không cho. Ôi, thôi vậy cũng nhiều rồi, đã rồi. Mấy bạn nữ này tặng cho anh thì được. Trời. Xó khúc này, xó khúc này. Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Get Devil Gamer, cưới vợ tại kỹ năng. Trời ơi, ghê vậy. Yeah. Biết lời ngâm đâu. Sếp thường buông lời sắc mỏng. Ủa pha anh đang vâu à? Đúng rồi anh. Dạ là ông sếp là Chanel đúng không? Đúng rồi anh. Có lời bài hát luôn. Ghê vậy. Sếp Chanel thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh có thương Rosy hay thường buông lời sắc mỏng? Chững. Học hành áp lực. Học hành áp lực, tự nhiên nắng cực. Tự nhiên học hành áp lực, cái nắng cực gì đây ông nội? Thì tao không học bài á, cái thầy bắt ra ngoài cục cờ đứng trời nắng, nắng cực. Trời. Đứng nắng mà dựng cả cục cờ. Trời. Vậy là anh phải nên đi khám lại đi nha, chứ không có ai đứng dưới nắng mà dựng cả cục cờ đâu. Sao không, cục cờ nào gió thổi cũng bay bay mà. Ờ ha. Ủa mày nghĩ gì vậy? Vậy là em cần phải đi khám nè. Ờ, mày là đi khám cái đầu lên đi. Lúc nào cũng nghĩ tới những hình ảnh ấy. Đồng đội AFK. Em cứ mạng nói chịu không? Hiểu con mẹ mày tán. Mẹ mày giờ làm rớt sao tao mà kêu hiểu hôn rồi sao? 21 tháng 7